lâu lắm rồi mình mới quay lại khúc sông này. Hơn một năm rồi các bạn. Đây là một dòng sông ở gần thủ phủ Sacramento của bang California, gần nhà mình. Hôm nay là sáng thứ bảy, trời rất là đẹp. Nó hơi lạnh chút xíu thôi. Hơi lạnh chút xíu thôi nhưng mà rất là thoải mái và dễ chịu. Đây là em VF8 của mình ở bên Mỹ. VF8 của mình rất là đặc biệt ở bên Mỹ, tại vì rất hiếm có gặp, rất khó gặp được xe VinFast ở ngoài đường, tại vì đất nước Mỹ rất là rộng lớn. Người Việt Nam mình, người đồng bào Việt kiều mình giống như là một nắm cát, một nắm sỏi ở giữa một biển cát các bạn, cho nên lâu lâu mới gặp người Việt kiều. Còn xe VinFast thì càng ít hơn nữa so với số xe của bên Mỹ. Cho nên mình vẫn là cảm thấy rất đặc biệt khi mình là lái chiếc xe VF8 của mình. Tuy đã gần 2 năm rồi các bạn. Xin chào các bạn. Đây là xe VF8 của mình. Mình đã về trở lại Mỹ được, gia đình mình trở lại Mỹ được khoảng gần 2 tuần rồi các bạn. Mình biết là các bạn đã nhắc và đã hóng mình tâm sự về chuyến đi kỳ rồi du lịch thăm quê hương, thăm mẹ mình và anh em mình, và đi du lịch ở Nha Trang và Đà Nẵng. Nhưng mà 2 tuần qua mình hơi bận và tình hình bên Mỹ bây giờ cũng căng thẳng về cuộc bầu cử các bạn, cho nên mình cũng bận theo dõi tin tức. Và hơn nữa cái điện thoại của mình rất nhiều hình ảnh mình chụp và phim mình quay bên Việt Nam á, cho nên nó không còn đủ chỗ để mình thâu, cho nên mình phải soạn rất nhiều video, rất nhiều hình trước khi mình có thể mình dùng cái điện thoại mình lại được. Tại vì mình không phải là người chuyên nghiệp, mình không có phải làm YouTube chuyên nghiệp, cho nên mình làm tất cả video của mình trong cái điện thoại của mình thôi. Vì là mình không có sắp xếp trước nữa các bạn. Mình khi nào mình có chút xíu rảnh thời gian mình làm, cũng như hôm nay mình rảnh vài tiếng đồng hồ, mình được tự do tại vì vợ mình đang đi làm. Ok, mình sẽ vào trong xe ngồi để mình tâm sự với các bạn. Ok các bạn, cũng như các bạn đã thấy trên cái kênh của mình đó, mình đã chia sẻ khoảng 50 cái video clip từ chuyến đi của mình vừa rồi 2 tuần các bạn. Thì mình thấy cái số video cũng quá nhiều, cũng khá nhiều. Mình vẫn còn thêm video clip và rất nhiều hình, nhưng mà phần nhiều là những cái địa điểm và những cái chia sẻ của mình là tổng quát bao cho các bạn thấy là tất cả những nơi mà gia đình của mình đã đi trải nghiệm và tham quan ở bên Việt Nam. Thì thật ra chuyến đi kỳ rồi của mình á, chủ yếu là mình mục đích lớn nhất của mình là cho 4 đứa con trai của mình gặp lại bà nội nó, tại vì rất nhiều năm đã nhiều năm rồi mà tụi nhỏ chưa được về thăm bà nội và Việt Nam. Và mình cũng rất là mừng là mấy đứa con của mình có cơ hội đi thăm mộ của ông nội là ba của mình đó,
Cho nên mình cũng nhân dịp này mình xin cảm ơn vợ chồng anh Long và con trai út của anh Long tạo điều kiện cho gia đình mình đông đủ đi thăm mộ của ba mình. Mình rất là mừng là có cơ hội đó. Và thì lý do nữa là một lý do nữa mình đi về Việt Nam kỳ này cho mấy đứa con mình đi hết là mình muốn nó được trải nghiệm và biết thêm về đất nước Việt Nam mình. Tuy những nơi mình đi, những nơi mà con mình nó đi chơi hay là nó ở là những trung tâm phần nhiều là du lịch các bạn, cho nên nó không có thực tế, không có đại diện cho toàn thể nước Việt Nam mình. Những nơi mà gia đình mình đi là những nơi rất là sang trọng cho du lịch, cho nên mình biết con mình nó chưa có cơ hội, chưa có đủ thời gian để trải nghiệm thực tế về đất nước Việt Nam mình và cuộc sống của người dân Việt Nam mình, nhất là chưa có cơ hội đi tham quan nhiều trung tâm thành phố ngoài khu du lịch và chưa được đi về mấy cái tỉnh nhỏ hay là đi thăm quê đó các bạn. Mấy cái đó mình nghĩ sau này con mình nó có cơ hội nó đi, tự nó đi, tự túc nó đi, hay là sau này vợ chồng mình dẫn nó đi lại cũng chưa có biết được. Chủ yếu là kỳ du lịch vừa rồi đó, mình muốn mấy đứa con mình nó được thoải mái khi mà về Việt Nam thăm bà nội và thăm mấy người bà con em họ, anh em họ của nó. Tại vì tụi nhỏ nó ở bên Mỹ cả đời nó không có biết không biết bà con gì hết trơn các bạn, cho nên nó rất là khó rất là khó được cái mối quan hệ, cho nên tụi nó không có quan tâm đến Việt Nam, không quan tâm gì đến tới bà con gì hết đó. Tại vì ở bên Mỹ từ nhỏ lớn không biết mấy cái đó, cho nên mình hy vọng là hai tuần, tuy thời gian rất là ít ở bên Việt Nam nhưng mà tụi nó có vài ngày nó chơi với mấy người, mấy anh mấy em của nó, rồi nó giữ liên lạc, rồi sau này nó quay lại, rồi nó có cơ hội nó học hỏi nhiều hơn về đất nước Việt Nam. Và mình hy vọng mấy đứa con mình nó sẽ chịu khó nó học tiếng Việt. Mình biết tụi nó ở bên Việt Nam một thời gian ngắn nhưng mà ngày nào tụi nhỏ nó cũng cố gắng nó học được một vài câu tiếng Việt, thì mình cũng hy vọng là khi mà nó tự động nó đi thăm Việt Nam lại sau này nó sẽ có cơ hội lâu dài mà nó học tiếng Việt nhanh hơn. Thì nhân dịp này mình cũng muốn các bạn biết là mình cũng đồng ý với những bình luận của các bạn, nói là các bạn nói là vợ chồng mình rất là dở, là rất là một cái thiệt thòi rất là lớn là mấy đứa con của mình không có nói tiếng Việt được. Thì cái đó mình cũng giải thích với các bạn một vài video clip, nhưng mà không biết các bạn có nhớ không, nhưng mà chủ yếu là lỗi là do vợ chồng mình các bạn. Vợ chồng mình hồi mấy đứa con mình nó còn nhỏ đó, vợ chồng mình nói tiếng Anh không à, tại vì nơi mình ở đó không có người Việt và khi mà nói tiếng Việt đó rất khó, tại vì nói từ nhỏ đó nó không có hiểu và xung quanh tất cả những môi trường nó ở là tiếng Anh không à. Mở TV lên tiếng Anh, rồi hàng xóm người Mỹ vô trong trường cũng người Mỹ không, không có một người nào nói tiếng Việt hết, cho nên rất là khó. Mình biết có một số người hay là những người Việt Nam mà có gia đình đông đúc đó, thì họ giữ được tiếng Việt, con cháu họ biết tiếng Việt được, tại vì trong nhà có người lớn, trong nhà có ba, có mẹ, có ông, có bà, cho nên nó về nhà nó nói tiếng Việt với ông bà. Còn vợ chồng mình thì đi làm, đi về gặp con mình thì không có nhiều thời gian, cho nên mình hơn nữa là mình hồi xưa mình qua Mỹ cũng còn nhỏ lắm các bạn, mình 10 năm ở tiểu bang Nebraska không có một người Việt nào hết. Trong 10 năm mà mình không có
giống như là quanh năm không có một người nào nói tiếng Việt với mình, không có ai, không có thấy một chữ tiếng Việt nào trên TV hay báo chí ra ngoài đường ở mấy người Tây không, cho nên mình cũng bị quên đi, mình hơi bị tiếng Việt mình hơi hơi bị giống như là mình lâu quá mình không nói chuyện đó, mình cho nên mình hơi khớp, nói chuyện tiếng Việt hơi khớp. Nhưng mà khi mà mình gặp vợ mình người Việt Nam á thì mình nói tiếng Việt lại với vợ mình, cho nên mình đỡ hơn. Nhưng mà rất rất nhiều cái danh từ tiếng Việt mà mình không có biết, tại vì mình qua Mỹ lúc đó còn nhỏ, cho nên những cái tiếng Việt mà sau này người ta nói mình hàng ngày mình không có quen thuộc, mình không có nhớ, cho nên nói tiếng Việt rất là thiếu sót. Giống như nói nhiều khi bỏ tiếng Anh vô, cái đó là chuyện bình thường các bạn, cái đó không phải mình cố ý mà cái môi trường của mình thôi. Cho nên mình biết cái đó là một cái mất mát rất lớn, khi mà nhất là khi mình dẫn con về Việt Nam mà mấy đứa con mình không nói chuyện được với bà nội của nó, bà nội cũng không có nói chuyện được với tụi nó, cho nên cái đó là cái mất mát rất là lớn. Cho nên mình mình cũng hiểu những bình luận của các bạn, mình cũng sẽ cố gắng, mình hy vọng mấy đứa con mình sẽ có dịp về Việt Nam thường xuyên hơn để nó học tiếng Việt được nhiều hơn các bạn. Mình biết đó là ý muốn của tụi nhỏ, tại vì khi mà nó ở Việt Nam á, nó cảm thấy nó rất cần phải biết tiếng Việt để nó tiếp xúc với người Việt Nam, tại vì nó rất thích Việt Nam mình. Nó đi về bên nó được đi chơi, nó được đi ăn đồ Việt Nam, ăn uống ở miền Việt Nam rất là ngon, rất thoải mái. Nên đi chơi cũng vui nữa, nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Sài Gòn và Nha Trang và Đà Nẵng. Ok các bạn, mình biết cái kênh của mình hồi xưa mình lập ra là cái kênh gia đình của mình, để mình chia sẻ video clip của gia đình mình. Rồi sau này mình đem cái xe VF8 này về nhà thì cái xe VF8 này nó trở thành một giống như một trong một người trong gia đình nha các bạn. Tuy nó là chiếc xe nhưng mà mình cảm thấy chiếc xe này đặc biệt, từ Việt Nam mình làm ra và nó có rất nhiều gặp rất nhiều sóng gió bên nước Mỹ, và mình là người đầu tiên, một trong những người đầu tiên mình lái chiếc xe này, cho nên mình rất cảm thấy rất là vinh dự và rất là tự hào là Việt Nam mình có chiếc xe điện đi chiếc xe điện rất là tốt nữa, cho nên mình rất tự hào. Cho nên mình cảm thấy, cũng vì lý do đó cho nên mình cảm thấy khi mà mình đi về Việt Nam đi rồi đó, đi du lịch đi rồi đó, mình cảm thấy mình đi về thăm quê của VF8, mình cảm thấy mình đi về thăm quê của cái xe của mình luôn các bạn, cái xe VF8 của mình đó. Tại vì ở bên Mỹ đó, mình biết bây giờ hiện tại thì có xe VinFast cũng có nhiều hơn hồi xưa nhiều, nhưng mà đối so với cái số lượng của xe ngoài đường thì vẫn là rất ít, rất hiếm có. Mình rất ít gặp, cho nên mình cảm thấy mình rất đặc biệt, rất lẻ loi. Cho nên khi mà mình về Việt Nam kỳ rồi 2 tuần đó các bạn, cũng như các bạn nhìn thấy trong video clip của mình đó, các bạn thấy rất nhiều xe VinFast ở ngoài đường. Tuy đó phần nhiều là xe taxi và rất nhiều xe VF8, cho nên các bạn có thể nhận thấy cái sự rất vui mừng, sự vui mừng của cảm xúc của mình qua những video của mình. Mỗi lần mình nhìn thấy VinFast, xe VinFast ở ngoài đường, ở ngoài Việt Nam, nhất là khi mà nhìn thấy VF8 các bạn, mình cảm thấy rất là mừng. Tại vì ở bên Mỹ này mình quanh năm mình nhìn, mình hóng mà không thấy, mà về Việt Nam mình nhìn thấy, cho nên mình cảm thấy rất mừng. Cho nên mình ra đường mình rất vui tại vì thấy xe VinFast VF8. Hơn nữa không những vậy mà xe VinFast rất là nổi bật ở trong đám đông các bạn, rất đẹp so với phần nhiều mà các loại xe khác, các hãng khác ở nước ngoài. Cho nên mình cảm thấy rất tự hào, nó chứng minh với mình là xe, cái xe nó rất đẹp, nhất là xe VF8 các bạn. Ban đêm, ban ngày cũng nổi mà ban đêm cũng nổi, tại vì cái design, cái đèn của cái xe đó các bạn. Và mình cũng được trải nghiệm rất nhiều đi xe taxi của VinFast.
lúc đầu thì gia đình mình, vợ chồng mình đi chiếc xe VF, taxi VinFast VF5 hay là E34. Nhưng mà sau khi mình đi thử xe VF8 taxi thì mình cảm thấy ngồi đằng sau mình rất thích, cảm thấy giống như mình ngồi chiếc xe của mình ở bên Mỹ mà mình đang ở bên Việt Nam, cho nên nó cảm giác nó rất là kỳ lạ, rất là giống như ấm áp các bạn, rất là cảm thấy rất là ấm cúng, cho nên mình lúc nào đi cũng mình cũng đặt xe VinFast VF8 hết. Ok, mình chia sẻ như đó, và mình cũng muốn các bạn biết là mình rất thích Việt Nam, mình mấy đứa con mình kia rồi về cũng rất thích. Tuy mình không có hỏi nó về sâu, tụi nó cũng không có thích chia sẻ giống như mình, nhưng mà mình biết tụi nó rất là thích, tại vì cái cử chỉ của tụi nó, và bằng chứng là nữa là một đứa con của mình là cái thằng Ryan đó các bạn, thằng tóc trắng đó, thằng tóc trắng nó về nó nói ba, nó nói với mình, nó nói ba cảm ơn ba đã tạo điều kiện cho con về Việt Nam, con rất thích, con rất vui. Mấy đứa con mình thì ít có khi nào mà nó tới nó nói nó cảm ơn mình lắm các bạn, giống như là mình cho nó, mình làm mình giúp nó đủ chuyện hết, nhưng mà nó ít khi nào mà nó chia sẻ cảm xúc. Nhưng mà cái thằng Ryan nó cho mình biết, nó nói với mình khi mà về đến Mỹ, nó nói với mình, nó ôm mình, nó nói là cảm ơn ba đã cho con về Việt Nam, con rất là thích. Cho nên mình nghe cái đó mình cũng rất là vui, tại vì mình biết là mình biết con mình đã thích rồi, nhưng mà nó nói với mình cái đó là giống như là nó rất ở Việt Nam rất là ấn tượng đối với tụi nó mới đủ can đảm nó chia sẻ cảm xúc nó với ba nó, tại vì người Việt Nam mình ít có khi nào mình chia sẻ cảm xúc, và tụi nhỏ nó cũng không có giống như tính giống không giống mình, nó không có chia sẻ cảm xúc nhiều, khi mà nó thích cái gì nhiều khi nó cũng không có cho mình biết nhiều khi nó thích cái gì nó vui nó cũng không có chia sẻ với mình. Ok các bạn, mình cũng nếu mà các bạn theo dõi những cái video của mình chia sẻ từ bên Việt Nam, các bạn cũng thấy mình yêu Việt Nam cỡ nào, và mình yêu thức ăn thực phẩm của Việt Nam cỡ nào, và mình tự hào về Việt Nam cỡ nào, về nhất là những cái gì mình nhìn thấy ở đường phố. So, mình thấy Việt Nam mình thay đổi rất nhanh các bạn. Thành phố bây giờ nhìn thấy giống như là mình đang đi ở San Francisco vậy đó. Chỉ có khác cái là mình nói về thành phố Hồ Chí Minh đó, mình nói về Sài Gòn đó. Chỉ có khác cái là ở Việt Nam mình thì đường xá nó náo nhiệt hơn, đông người hơn, và nhất là ban đêm rất là vui. Chứ còn ở bên Mỹ đó, trời bắt đầu tối 5-6 giờ tối là thành phố vắng tanh, không có ai đi ngoài đường hết. Cho nên cảm thấy rất là lạnh lùng, cảm thấy không có an toàn, cho nên không có ai dám đi ở ngoài đường sau khi tối hết á, thành phố lớn á. Còn bên Việt Nam mình thì ban đêm thì người ta ra ngoài đường, người ta đi chơi trong mấy cái trung tâm ăn chơi đó, đi chơi khắp mọi nơi, chỗ nào cũng có chỗ ăn chơi, chỗ nào cũng náo nhiệt. Những người trẻ tuổi, những bạn trẻ thì lúc nào cũng thấy ra đầy đường hết ăn chơi. Thì mình thấy mấy tuổi trẻ rất thích bên Việt Nam là lý do đó. Thì mình nói cái này ra thì mình cảm thấy nó không có phải đại diện hết Việt Nam mình. Việt Nam mình giống như là không phải chỗ nào cũng giống nhau hết. Với cả người Việt Nam mình không phải người nào cũng có điều kiện để ăn chơi hết. Nhưng mà mình nói là mấy cái trung tâm du lịch phố phường hay là trong mall rồi đó, mình thấy người Việt Nam mình cảm thấy rất thoải mái. Rất nhiều người mình cảm thấy họ rất thoải mái, mà không những vậy mà đại đa số là mình thấy những người mà những cái thành phần mình thấy phần nhiều là tuổi trẻ các bạn. Nhiều khi mình cảm thấy như cái mười mấy tuổi hay là hai mấy tuổi thôi, đại đa số là những người ăn chơi mười mấy tuổi, hai mấy tuổi, ba mấy tuổi, rất là trẻ. Ok, mình cũng nghĩ là mình có rất nhiều đề tài mình có thể chia sẻ sâu hơn, nhưng mà đại khái video này mình chỉ muốn các bạn biết là
cảm nghĩ tổng quát của mình thôi. Các bạn muốn có thể muốn biết về cảm xúc của mình về đi du lịch ở Vinpearl, ở Nha Trang và Đà Nẵng, thì cũng như các bạn đã thấy video mình đã chia sẻ là thì gia đình mình như là không có ai chê gì hết á. Mình thấy Vinpearl rất là đặc sắc, rất là vui, rất là về đủ khía cạnh. Người ta làm rất là hoàn hảo các bạn. Nhất là vấn đề nó gọi là tiếp tân, hay là tiếng Mỹ nó gọi là service, là giao dịch gì đó các bạn. Họ làm rất là giỏi. Người nhân viên họ làm rất là, người ta rất là niềm nở, rất là vui và rất là lịch sự, và không có để mình thiếu sót gì hết trơn. Lúc nào cũng có người quan tâm đến mình và sẵn sàng giúp mình, sẵn sàng hỏi mình cần gì không. Không phải họ chỉ làm cho mình, nhưng mà mấy người, bất cứ người khách nào, người Hàn hay người Việt Nam là khác. Cho nên mình cảm thấy Vinpearl rất giỏi. Mình không có thể so sánh với mấy cái trung tâm đi chơi khác ở bên Việt Nam, tại vì mình chưa có trải nghiệm. Nhưng mà đối với mình đi Vinpearl rồi đó, mình cảm thấy mình chưa bao giờ gia đình mình được trải nghiệm một cái khu du lịch ăn chơi nào mà hoàn hảo bằng Vinpearl. Nhất là khách sạn rất là đẹp, dịch vụ rất là chu đáo, rất là tốt từ đầu đến cuối, rất là tân tiến, rất là hiện đại, không có phải tốn nhiều thời gian làm giấy tờ thủ tục. Mọi chuyện đều nhanh chóng, cũng như các bạn thấy họ dùng cái hệ thống facial ID, để giống như họ có cái máy camera, họ xem mặt mình, chỉ cần làm giấy tờ một lần thôi. Nên bất cứ đi lên nơi nào, mình chỉ cần mình đưa cái mặt mình ra là mình được vào, chứ không có khó khăn gì hết. Và nhất là mình rất là thích thực phẩm, đồ ăn đó. Mấy cái buffet của Vinpearl thì cũng như là không có chỗ nào mà chê được các bạn. Rất nhiều món ăn, món ăn của Việt Nam mình đủ thứ ba miền, và món ăn của quốc tế cũng có. Nhưng mà gia đình mình phần nhiều là ăn những nhiều món ăn Việt Nam. Còn mấy đứa con mình thì nó ăn đồ Tây cũng nhiều, nhưng mà tụi nó cũng rất thích những cái món ăn Việt Nam trong đó, tại vì cái món nào cũng đặc biệt đặc sắc, giống như chất lượng lúc nào cũng rất là cao. Thí dụ như ăn phở cũng thấy phở ngon nhất. Thời đó giờ mình chưa thấy cái nhà hàng nào mà nấu phở ngon, phở bò ngon bằng ở trong Vinpearl. Cũng như phở thìn, cũng như phở gà nữa các bạn. Giống như chất lượng mình thấy ngon, giống y như là vợ mình nấu ở nhà đó. Giống như nấu rất là sạch sẽ, rất là chất lượng rất cao, rất là tươi. Ok các bạn, mình nói gì đó cũng đủ rồi. Mình có thể mình giải thích tại sao mình đi Vinpearl. Cũng có thể một số bạn không biết là lý do mình đi Vinpearl, tại vì mình là một trong những người tiên phong ở bên Mỹ đó, mua đặt xe VinFast đầu tiên. Giống như mình đặt chiếc xe VinFast VF9 đó, năm đầu năm 2022. Cho nên mình được cái voucher đó, nó cho mình đi nghỉ dưỡng ở Vinpearl Resort được 7 ngày. Được 6 ngày, 7 ngày 6 đêm hay gì đó. Đúng rồi, tổng cộng cái giá trị khoảng 5 ngàn tới 7 ngàn đô vậy đó. Thì cái đó nó sẽ bao mình hết, giống như là resort, villa, hay là ở khách sạn tùy theo mình lựa chọn. Rồi nó bao ăn buffet sáng, trưa, chiều,
rồi được đi chơi tất cả mấy cái trung tâm Vin Wonders, giống như trong đó là mình muốn chơi tròn chơi nào cũng được hết, mình vô cổng nó bao hết, rồi được chơi golf nữa. Nhưng mà gia đình mình không có biết chơi golf cho nên không có muốn chơi, tại vì để dành thời gian chơi cái chơi mấy cái trò chơi khác hay là nghỉ ngơi. Nhưng mà mình biết là cái mấy cái golf course của Vinpearl là nổi tiếng, là rất đẹp. Mình chưa có thấy tận mắt nhưng mà mình nghe mấy người và họ nói về về golf, họ nói mấy cái golf course của Vinpearl ở bên Việt Nam rất là đẹp, nổi tiếng trên thế giới luôn các bạn. Nhưng mà tại vì mình không có biết chơi golf nên mình không có chơi thôi, chứ cái đó nó cũng giá trị rất nhiều tiền. Và mình cũng hiểu là mình cũng biết là gia đình mình rất một trong những người rất là may mắn, tại vì mình là người Việt kiều nên mình có điều kiện mình về Việt Nam mình được hưởng thụ đi chơi mấy cái trung tâm du lịch và cao cấp như vậy. Chứ còn mình biết rất nhiều người Việt Nam mình, trong đó có gia đình mình, bà con mình, có rất nhiều người họ chưa có điều kiện, chưa có gặp được may mắn như gia đình mình, họ chưa biết được mấy cái nơi ăn chơi bên Peru đó, cho nên mình cảm thấy mình rất là may mắn là mình có cơ hội cho gia đình mình đi được hưởng thụ, không những được đi ở Nha Trang mà đi được Đà Nẵng, hai nơi luôn các bạn. Mình cũng rất thích, mình thích Nha Trang tại vì cảnh rất đẹp, Vinpearl cái hòn đảo đó, đi qua bên đó bằng cái cáp treo các bạn, đi qua thấy biển rất đẹp. Gia đình mình không có thời gian đi qua thành phố Nha Trang để trải nghiệm, tại vì đi qua bên Nha Trang chơi sẽ mất nguyên một ngày luôn, chứ không có phải là một vài tiếng. Mình nếu mà đi từ sáng chiều mới về thì mình cảm thấy là mình ở cái resort đó nó rất là sang trọng, rất là đầy đủ, cho nên mình không muốn bỏ thời gian đi qua thành phố Nha Trang, để mình muốn ở lại cái Vinpearl resort mình gia đình mình trải nghiệm. Cho nên mình hy vọng là sau này mình có cơ hội gia đình mình có thể đi tham quan thành phố Nha Trang hay là cũng như Đà Nẵng luôn các bạn. Mình cũng không có vào thành phố Đà Nẵng tại vì gia đình mình muốn trải nghiệm cái villa với cả ở trong đó thời gian không có được nhiều. Gia đình mình có đi Hội An, cũng như các bạn đã thấy mấy cái video clip mình một cái mình đăng về Hội An, thì chủ yếu là gia đình mình đi tới đó lúc đó cũng ban ngày, cho nên lúc đó Hội An chưa có lên đèn, mấy đứa con mình cũng rất mệt, trời nóng nó cũng rất mệt, cho nên biết là tụi nó nhỏ nó không có hiểu về lịch sử của Việt Nam nhiều, cho nên nó cũng không có phấn khởi nhiều khi mà nó nhìn thấy cái phố cổ. Còn mình là người lớn thì mình rất thích phố cổ, là mình biết về lịch sử, nhưng mà mấy đứa nhỏ thì nó khác các bạn, nó nhìn thấy cái đó nó tưởng là mình dẫn nó đi về cái chỗ nào giống như ở bên Trung Quốc hay đâu, nó không có cảm thấy là phấn khởi. Nhưng mà mình cũng chia sẻ được chút xíu kỷ niệm. Cái mà đặc biệt nhất là con mình Robin nó bị đau răng mà nó không cho mình biết các bạn. Nó đi về Việt Nam nó bị đau răng từ ngày đầu, cho nên nó hơi khó chịu mà mình không biết tại sao nó không có được vui. Nhưng mà khi mà nó nói cho mình biết, lúc mà nó hết chịu nổi thì nó nói là ba ơi, con nghĩ con không chịu nổi được nữa, đau răng đau, bây giờ nó đau lên trên đầu, nó muốn đi kiếm bác sĩ liền. Lúc đó mình đang ở Hội An, mình nghe mình hết hồn bật ngửa ra. Nhưng mà mình cũng may là mình gõ vô điện thoại mình tìm được cái chỗ nha khoa, cái văn phòng nha khoa này. Mình cũng rất là may mắn là gặp hai cô nhân viên trẻ dễ thương mà làm rất là tốt, làm chăm chỉ mà chữa cho con mình chám cái răng đó, rồi giống như là làm cho nó sạch nên nó không có bị đau nữa. Chứ còn trước khi đó thì nó nói nó đau quá nó chịu hết nổi, thì mình cũng rất là sốc khi mà tính có 100.000, cũng như các bạn nói là chỉ có $4 bên Mỹ các bạn. Đó là cái tiền mà mình, cái số tiền đó mình thường bo cho mấy người trong nhà hàng, mà mấy hai cô nha sĩ họ nhận chỉ có nhiều đó tiền thôi,
sau khi họ chữa cho con mình chữa khẩn cấp. Không những vậy mà tráng một cái răng mà làm gần một tiếng đồng hồ luôn hai người. Thì mình không biết cái trường hợp này là trường hợp đặc biệt không hay là họ làm bình thường cho người khác cũng vậy, nhưng mà mình cảm thấy rất là xúc động, mình cảm thấy rất là mang ơn các cô đó, nhà sĩ. Mình nghĩ con mình may mắn là có người đúng văn phòng nha sĩ mà giúp tận tình vô trong đó, họ mình giải nghĩa họ xong họ kêu cho chúng làm liền rồi, không có hỏi giấy tờ, không hỏi tên gì, cho làm xong rồi mới hỏi tên, xong tên với số điện thoại thôi, chứ không biết cái gì chứ. mình cảm thấy mình cái họ tính tiền ít quá, cho nên mình muốn tặng cái cô nha sĩ thêm 100.000 giống như là cái số tiền cô tính của mình đó. Nhưng mà cô ta nói không nên, họ không có nghĩ cần làm vậy. Mình cũng rất là ngạc nhiên, cảm ơn các cô nha sĩ đó. Một điều mình muốn nêu ra, mình rất thích ở bên Việt Nam mình là khi mình ăn nhà hàng đó, người ta không có đòi hỏi cái vấn đề tiền bo, các bạn gọi là tip á. Giống như là mình thí dụ như ở bên Mỹ ăn trong mấy cái buffet đó, nó hay có cái ăn xong mình phải trả tiền bo cho mấy người lau chùi, cái đó là bên Mỹ là chuyện dĩ nhiên. Nhưng mà mình nói cái là khi mà mình đi tới lấy đồ ăn á, mấy cái món ăn ngon nhất á, thí dụ như mấy cái món ăn steak hay là mấy món ăn con tôm hùm hay cua đó các bạn, có nhiều khi họ để cái hũ tiền đó giống như là trước mặt mình, khi mà mình tới mình lấy đồ ăn, cái người mà gắp đồ ăn cho mình á, mình có thể mình cho họ một đô hai đô hay gì đó, hay là mình không cho, nhưng mà khi mà mình nhìn thấy cái hũ tiền đó, mình cảm thấy mất hứng ăn các bạn. Ví dụ như mình cảm thấy ok, mình muốn ăn cái món đó, mình phải lấy ra một đô hai đô để mình cho người ta, rồi mình ăn xong á, mình muốn lấy thêm nữa mình cũng phải cho thêm tiền. Còn nếu mình không cho cũng được, nhưng mà cái lương tâm của mình nó làm cho mình ăn không ngon nữa. Hay là nhiều khi cái người làm, nhân viên làm nó gặp có nhiều người không có được tế nhị, họ liếc mình cái kiểu giống như là mình ăn không ngon được. Cho nên mình rất thích bên Việt Nam, cái mấy cái buffet bên Việt Nam hay bất cứ nhà hàng nào, người ta không có nghĩ là người ăn phải cho tiền bo, tiền tip, cho nên mình ăn thoải mái. Mình cho họ tiền hay không cái đó tùy theo mình, chứ không có phong tục, không có bắt buộc mình phải làm cái đó. Còn bên Mỹ bây giờ đó, mình đi mua đồ ăn lấy liền đi chẳng nữa đó. Mình đi bên tới mình lấy tiền đồ ăn đó, mình không có ngồi trong nhà hàng nữa, mà khi mà tính tiền họ cũng có cái trong cái phiếu họ đề là mình cho họ tiền bo bao nhiêu hay là mình không cho. Nhưng mà mình không cho cũng không sao hết, nhưng mà khi mà mình nhìn thấy cái đó là mình cảm thấy nó hơi bực bội, mình cảm thấy là mình không có muốn đi ăn ngoài nữa, tại vì mình thấy mỗi lần ăn mình phải gặp mấy cái đó mình không thích. Không phải là mình không muốn cho tiền, nhưng mà nhiều khi mình thấy cái người ta không có làm gì cho mình hết, người ta đưa cái đồ ăn trong bếp ra thôi, mà người ta không có chào mình, người ta không có nói cảm ơn, lý do gì mà mình phải tặng họ thêm tiền bo? Đó là cái tâm lý của mình thôi, cái đó riêng tư của mình thôi các bạn, chứ không phải mình nghĩ thôi, không phải là đại diện mọi người. Ok các bạn. mình hơi bị ho, tại vì khi mình về bên Mỹ đó, khi mình tới phi trường San Francisco, mình lúc mình đi ra khỏi phi trường mình hít vô một cái cơn gió lạnh ở bên San Francisco, mình hít vô trong đó mình bị ho rất là nặng, mà ho tới bây giờ luôn, giống như hai tuần nay lâu lâu ho chứ không phải ho hoài, nhưng mà mấy ngày đầu ho quá trời lúc mà bị lên đó. Tại vì mình ở bên Việt Nam trời rất nóng, rất là ẩm ướt, tự nhiên về bên Mỹ không khí rất là khô, rồi bị gió lạnh, San Francisco rất lạnh nữa, cho nên mình bị phản ứng ho tới giờ luôn. Mà ở Mỹ mình năm nào mình cũng bị ho một lần, mà ho tới mấy tháng nó mới hết, chứ không có phải ho vài ngày hết, mấy tháng luôn, hai ba tháng ho khô các bạn. Ok, còn nhiều điều nữa mình có thể chia sẻ với các bạn, nhưng mà mình nghĩ là để dịp khác. Và mình trước trước khi mình kết thúc, mình muốn các bạn biết cảm
mình muốn chia sẻ với các bạn một cảm nghĩ của mình khi mình nhìn thấy Việt Nam mình, giao thông ở Việt Nam mình rất nhiều xe VinFast ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở Bình Dương, ở Nha Trang và Đà Nẵng. Tuy phần nhiều những chiếc xe mình nhìn thấy là xe taxi, nhưng mà mình cảm thấy rất vui. Các bạn biết tại sao không? Tại vì mình chứng minh cho mình một điều là chiếc xe VinFast sản xuất ra rất là tốt. Cũng vì nó tốt, đủ tiêu chuẩn cho nên người ta mới làm xe taxi được đi đầy đường hết, khắp mọi nơi. Và mình cảm thấy đi xe bằng điện rất thoải mái. Bây giờ vô xe xăng taxi lại mình cảm thấy rất ngộp. Nó hẹp, nó nhỏ, nó hẹp và nó cảm thấy nó hơi không có được sạch sẽ. Nó có mùi xăng dầu nữa. Tại vì mình đi xe điện quen rồi, bây giờ mình vô xe xăng đó, mình sẽ ngửi thấy mùi xăng. Còn nếu mà mình đi xe xăng hàng ngày thì mình không có đề cập tới, tại mình nghĩ mình ngửi nó quen rồi. Một điều nữa mình cảm thấy chứng minh là Việt Nam mình tân tiến hơn rất nhiều nước trên thế giới về cái vấn đề giao thông taxi các bạn, trong đó có nước Mỹ luôn các bạn. Mình cảm thấy Việt Nam mình hơn nước Mỹ trong cái vấn đề là taxi. Tại vì ở thành phố Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đó, rất đông đúc, không có ai mà nếu mà mình ở trung tâm nó không có ai, chắc không có ai muốn mua xe với ô tô các bạn, tại vì không có chỗ đậu. Thứ hai nữa là nếu nhà mình có chỗ đậu đi nữa thì mình đi muốn đi đâu đi đó cũng rất là bất tiện, đường xá rất là chật chội, và muốn ghé quán ăn hay là đi siêu thị bất cứ nơi nào cũng phải đậu xe, rất là tốn kém thời gian mà tốn tiền nữa. Cho nên không có lý do gì mà phải mua xe nếu mà ở thành phố đông đúc đó. Cho nên xe taxi rất là lợi. Không những vậy mà bây giờ được đi xe đẹp nữa các bạn, không cần phải đi xe. Dân Việt Nam mình, những người mà người ta muốn trải nghiệm xe VinFast VF8 xe điện, người ta không cần phải mua một chiếc xe, mà họ chỉ cần bỏ ra vài chục nghìn hay là vài trăm nghìn, họ có thể họ đi bằng chiếc xe VF8 mà có người chở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, rất là tiện, rất là thuận tiện. Cho nên mình cảm thấy rất là thoải mái ở Việt Nam, mà thành phố đông đúc mà nếu mà có điều kiện đi taxi, nhất là đi được taxi VinFast xe điện thì rất là thoải mái. Cho nên mình cảm thấy mình rất là tin tưởng là VinFast sẽ thành công. Tại vì những cái số xe VinFast đi ở bên Việt Nam tuy là xe taxi, nhưng mà mình biết rất nhiều người, người ta chủ nhân của xe VinFast nhưng mà họ không có ở trong mấy trung tâm đông đúc như vậy, có thể họ ở ngoại ô hay là gọi là ở mấy cái trung tâm mà họ rộng, đường xá thưa thớt, không có đông xe hơn đó, họ có thể họ đi nhiều hơn. Chứ còn ở giữa trung tâm thì mình thấy phần nhiều là xe taxi. Còn nếu mà ở tỉnh á, ở mấy cái tỉnh thành phố mà đường xá không có đông đúc, không có chật chội thì mình biết nhiều người trải nghiệm và nhiều người chủ nhân xe VinFast hơn. Ok các bạn, mình nói như đó thôi. Mình cho nên bây giờ mình về bên Mỹ, mình cảm thấy Việt Nam mình hơn Mỹ là cái đó các bạn. Mình về bên Mỹ mình nhìn thấy mấy chiếc xe taxi của Mỹ ở ngoài đậu đầy ở ngoài phi trường, nhìn vô mình thấy không bằng Việt Nam mình, là họ không có xe VinFast, họ không có xe VF8 mà là xe VF5 hay là E34, rất đẹp, rất sang và rất hiện đại. Ok các bạn. Một điều nữa mình cảm thấy kỳ này du lịch bên Việt Nam là mình rất hài lòng về vấn đề vệ sinh bên Việt Nam. Nhất là đi vào những cái nơi, những cái nhà vệ sinh công cộng các bạn, ở trong khách sạn, ở trong nhà hàng, hay là trong ngay cả trong mấy cái quán ăn bình dân đi các bạn, mình cảm thấy là vấn đề vệ sinh và những cái nhà vệ sinh đó, toilet đó, Việt Nam bây giờ tiến bộ hơn rất nhiều. Chứ còn cái đó cách đây mấy chục năm về Việt Nam mình rất sợ đi toilet bên Việt Nam. nhưng mà bây giờ mình cảm thấy rất là hiện đại, rất là sạch sẽ. Không biết cái dịch tả COVID nó đóng góp một phần, mình nghĩ cái đó đóng góp một phần nhiều về vấn đề vệ sinh.
nhất là những nhà vệ sinh công cộng. Bây giờ Việt Nam mình thấy, bên Việt Nam mình đi nhà vệ sinh công cộng mình rất là hài lòng, mình không nghe mùi cho, tại vì người ta lúc chỗ nào cũng có cái hệ thống xịt nước sạch hết, chứ không không có, chứ không cần phải lau chùi. Như ví dụ như bên Mỹ, mấy cái nhà như vệ sinh công cộng ở bên Mỹ đó, nhất là trong mấy cái mall hay là trong mấy cái trạm xăng của Mỹ đó các bạn, rất nhiều nơi người ta lau, nhưng mà người ta hay, ngay ở trong nhà hàng của Mỹ luôn, ngay cả nhất là nhà hàng Việt Nam bên Mỹ là rất là tệ. Họ chỉ lau một ngày một lần buổi tối hay gì đó, còn nguyên một ngày là khách hàng vô đi tiểu đi làm tùm lum hết, răng đầy nơi hết, vô trống là mình bịt mũi, giống như mình vô trống mình không có chỗ mình giẫm giày luôn, tại vì nhiều khi nước tiểu rồi họ nằm dưới hôi rền ở bên Mỹ á. Còn bên Việt Nam mình rất là ngạc nhiên là phần nhiều mình đi kỳ rồi mình chưa thấy chỗ nào mình cảm thấy ghê gớm, chỗ nào cũng rất là sạch. Tại vì họ có nhân viên phục vụ suốt ngày, lúc nào cũng có người đi ra đi vô, họ là họ xịt nước, họ lau chùi, cho nên nó rất sạch. Mình rất là hãnh diện về vấn đề đó, cũng như là mình rất là sốc khi mình quay lại San Francisco, mình vô cái nhà vệ sinh ở trong phi trường San Francisco, nó mình không ngờ nó dơ tới mức độ đó. Tại vì hồi lúc trước đó, thì mình ở bên Mỹ mình quen rồi, mình không có chú ý, mình nghĩ là nhà vệ sinh lúc nào nó cũng hôi rình, nó cũng dơ, mình lúc nào cũng phải không dám đụng vô cái gì các bạn, dùng chân đạp này đó thôi. Nhưng mà bây giờ mình đi Việt Nam, phi trường nhà vệ sinh ở phi trường bên Việt Nam mình rất là sạch, rất là, họ dùng mấy cái toilet hiện đại, họ gắn đồ mới hết. Bây giờ mình quay lại Mỹ đó, mình thấy những gì hồi xưa mình nghĩ là hiện đại, nhưng mà bây giờ có nhiều chỗ không có tân tiến, không có mới mẻ, không có sạch bằng bên Việt Nam bây giờ. Cho nên đó là cái nhận thức của mình các bạn. Nhất là khi là mình đi vô nhà hàng Việt Nam, nhà tiệm phở ở chỗ gần mình làm cách đây 2 tuần nữa các bạn, mình vô cái nhà vệ sinh của họ, mình nói không ngờ mà nó xấu, mà nó dơ, mà nó hôi mức độ như vậy. Hồi xưa thì mình quen rồi, mình lúc nào mình cũng biết là nó vậy, nhưng mà bây giờ mình so sánh với Việt Nam mình thấy Việt Nam mình hơn cái đó các bạn. Mình cũng muốn chia sẻ với các bạn, mình nghĩ là không phải nơi đâu cũng giống vậy, không phải cái chỗ nào, không phải cái nhà hàng Việt Nam nào cũng vậy, không phải cái khách sạn Việt Nam nào nó cũng vậy. Nhưng mà những nơi mình đi kia rồi bên Việt Nam là mình thấy rất hài lòng. Ngay cả những chỗ mà cái quán ăn mình nhân vô cái, hay là mấy cái quán cà phê nào cũng vậy các bạn, vô trong nhà vệ sinh cũng rất là sạch. Ok, xin cảm ơn các bạn. Mình sẽ chia sẻ tâm sự các bạn trong dịp sau. Mình biết là mình có rất nhiều công chuyện ở nhà mình phải làm, cho nên mình cũng phải hạn chế bớt các bạn. Mình cảm thấy mình tốn rất nhiều thời gian chia sẻ làm video, nhất là khi là mình gặp mấy cái trường hợp mình tiếp xúc với người ngoài, họ tới hỏi thăm xe bên Pháp của mình. Hồi xưa đến giờ gần 2 năm rồi, giống như mình làm rất nhiều video. Nếu mà khi mà mỗi lần mình làm mấy cái đó thì tốn thời gian, mất ngủ, vợ mình cũng không có được hài lòng. Nhưng mà bây giờ mình cảm thấy an tâm rồi các bạn. Mình về Việt Nam rồi, mình thấy xe bên Pháp đi đầy đường hết. Ở bên Mỹ này người ta dìm hàng, người ta làm chuyện lớn, cho nên mình cảm thấy cái trách nhiệm của mình là mình phải cho người khác biết cái xe của bên Pháp mình rất là xịn, rất tốt. Nó đẹp thì ai cũng biết là đẹp rồi, nhưng mà mình cho người ta biết là lái xe rất là an toàn, rất là thoải mái, rất là sướng. Cho nên mình muốn chứng minh với mọi người, làm video nhiều. Nhưng mà bây giờ mình đi về Việt Nam rồi các bạn, mình cảm thấy mình không có áp lực của đó, nó xuống rất nhiều. Mình không nghĩ là mình phải chứng minh nhiều nữa, tại vì ai mà có cái dịp đi về Việt Nam thì không, họ không còn thắc mắc nữa, sẽ mình phải đi đầy đường. Cho nên bây giờ mình cố gắng mình dành nhiều thời gian với gia đình mình hơn, tại vì cái nhà của mình hai vợ chồng mình sửa soạn giống như tu bổ nó
cách đây gần năm nữa các bạn, và mình nghĩ là từ mùa Noel kia rồi đến giờ chưa có làm tiếp theo. Mình còn một số chuyện cần phải làm, cũng không có ít, nên mình sẽ cố gắng mình làm. Ok các bạn, mình cũng muốn chia vui với các bạn là xe VinFast ở bên Mỹ bây giờ hiện tại là hình như là người ta bán rất tốt, rất nhanh, cho nên còn rất ít xe VF8. Mình không biết bao giờ xe VF7 mới ra. Bây giờ mình biết là VinFast đang bán xe VF9, VF9 Plus. Mình không có biết là số lượng bán được bao nhiêu, tại vì chưa nghe thông tin nào, và mình cũng chưa thấy video clip của người nào chia sẻ, những người mà làm YouTuber các bạn, chứ còn mấy người dân thường họ mua xe VinFast họ đi thôi, chứ họ không có chia sẻ gì trên mạng nên không ai biết. Cho nên rất nhiều chủ nhân đi xe VinFast VF8 ở bên nước Mỹ và Canada hiện tại. Bên Mỹ rất nhiều, mình có vài lần mình vô trong mấy cái trang VinFast, mấy cái hội VinFast, những người chủ nhân VinFast người Mỹ các bạn, mấy người Mỹ bên Mỹ thì rất nhiều người chia sẻ họ mua xe VinFast xong, họ chia sẻ họ nói họ đi được bao nhiêu tuần, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu dặm, và họ phần nhiều hình như là 90-95% họ chia sẻ họ nói họ rất là hài lòng với chiếc xe, họ rất thích, không có vấn đề gì hết. Họ nói là cái xe của họ nó ngang ngửa với cái xe Lexus của họ. Còn mấy người mà họ có xe Tesla thì họ đi xe VinFast VF8, họ so sánh, họ nói họ thích xe VF8 hơn, tại vì nó sang hơn mà đi nó êm hơn, nó đầm hơn, nội thất tốt hơn. Cho nên mình rất vui khi mình đọc mấy cái bình luận đó. Còn mấy cái thành phần mà họ gặp khó khăn hay là họ gặp vấn đề về xe VF8 á, cũng còn, nhưng mà bây giờ rất ít các bạn. Những cái gì mà họ nói bây giờ giống như là những cái phần mềm nó họ bây giờ rất ổn, cho nên những người mà người ta sử dụng xe bây giờ họ cũng biết được, họ cũng học hỏi được thêm về cách sử dụng xe, cho nên họ tránh được nhiều mấy cái lỗi, thí dụ như họ không có đổi số được, cái đó rất là bình thường. Giống như vô xe đổi số liền nhiều khi nó bị phần mềm nó chưa có sẵn sàng. Nhưng mà bây giờ mình không còn nghe mà rất ít người, không còn nghe người họ phàn nàn nữa. Bây giờ phần nhiều mà mình họ, phần nhiều những người chia sẻ trên Facebook là họ rất thích chiếc xe VinFast VF8, cho nên mình rất là vui mừng, và mình cảm thấy là VinFast bây giờ chỉ cần bán thêm, đem thêm xe qua nước Mỹ bán thêm, và tiếp tục nó gọi là phục vụ bảo trì hay là bảo dưỡng đó, giống như là phục vụ mấy người chủ sở hữu xe, nếu mà họ cần giúp đỡ hay là cái gì, bất cứ cái gì đó giống như là giúp họ đi cái xe được trải nghiệm được tốt đẹp, thí dụ như vậy. Giống như mình đó các bạn, giống như là mấy tháng nay mình đi chiếc xe này mình không có nghĩ tới VinFast mấy người mà bảo trì luôn, tại vì không có vấn đề gì các bạn. Giống như cái xe ngày nào lái cũng bình thường, rất tốt, êm ái, không có gì hết. Cho nên mình nghĩ bây giờ chỉ có mong mình đợi cái ngày cái xe VinFast bán được bùng nổ ở nước Mỹ. Mình biết bây giờ cạnh tranh rất là khó khăn, tại vì xe Tesla nó giảm giá rất là thấp, và mấy hãng xe điện khác, xe nào, hãng Đức, hãng Hàn, hãng Nhật, hãng nào cũng bán xe rất là giảm giá rất nhiều so với cách đây 2 năm. Cho nên xe VinFast phải đối đầu với cạnh tranh về giá thị trường thôi. Chứ còn cái vấn đề chất lượng của chiếc xe thì bây giờ không có còn là một vấn đề nặng như lúc ban đầu. Cho nên mình muốn chia sẻ với các bạn là mình chỉ mong là người Mỹ họ biết thêm về xe VinFast, tại vì rất nhiều người họ chưa biết, tại vì nếu mà họ biết được thì họ rất thích. Họ thích tại vì họ thích hơn mấy cái hãng xe khác. Họ thích cái mẫu xe này hơn mấy cái hãng xe khác, cái đó là làm dễ bán các bạn.
Ok, xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày Chủ nhật vui vẻ với gia đình, một tuần tới nhiều may mắn và thành công. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe. Xin chào các bạn. Lần nữa xin cảm ơn các bạn đã bình luận và đã chúc mừng và gửi những lời bình luận tốt đẹp tới những video clip của mình, nhất là các bạn bình luận về mẹ mình, về mộ của ba mình, mấy đứa con mình có đọc hết, nhưng mà mình chưa có gì, mình không có thời gian để trả lời. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều, cũng như các bạn thấy mẹ của mình rất là vui mừng gặp được mình và mấy đứa con mình. Chỉ có cái một điều là mình cũng như các bạn thấy là mình cũng như mình biết mấy đứa con mình cũng rất là sốc khi mà nhìn thấy mẹ mình ở dưới một cái giường xác, trong một cái góc của cái phòng rất nhỏ. Thì riêng mình thì mình cũng hơi sốc, tại vì mình bình thường mấy lần trước mình về thì mẹ mình ngủ ở trên phòng ở trên lầu đó, các bạn. Cái phòng đó có giường đàng hoàng, tủ đàng hoàng, nhưng mà từ ngày mẹ mình bị ngã, mẹ mình không có đi được, thì mẹ mình đề nghị với gia đình mình là mẹ mình muốn nằm ở cái góc đó, là cái chỗ đó bình thường là đậu xe máy á, đối diện với cái cửa và ra vào, tại vì mẹ mình muốn nằm đó để nhìn thấy hàng xóm, nhìn thấy con cháu nó đi ra đi vô. Thì còn mẹ mình nói là nếu nằm ở trên cái phòng ngủ trên lầu á, cái phòng trên đó nó kín, suốt ngày không có thấy người nào hết trong cái bóng tối, sẽ ảnh hưởng tinh thần rất là nhiều. Cho nên mẹ mình rất được vui nằm ở cái góc nhà xe đó. Tuy mình nhìn thấy nó không có được tinh tế, nhưng mà mẹ mình thì rất là thoải mái, rất là vui, và tinh thần rất là tốt. Thì mình cũng giải nghĩa với mấy đứa con mình, nhưng mà mình biết có nhiều các bạn có thể là hơi sốc khi nhìn thấy cảnh mẹ mình, nhưng mà mẹ mình rất vui các bạn. Mẹ mình rất vui gặp con cháu và gặp được người trong gia đình đi ra vô hàng ngày ở cái chỗ nằm đó, nhất là được nhìn thấy người hàng xóm luôn các bạn. Ok, xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã xem dõi kênh của mình. Chào các bạn, hồi nãy mình quên nói thêm về cảm giác của mình khi mình được trải nghiệm ngắm cảnh đường xá và giao thông, nhất là hệ thống xe taxi điện của VinFast ở Việt Nam các bạn. Mình nhìn thấy chủ yếu là mình ở thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn nhiều, mình đi nhiều ở thành phố, mình thấy rất nhiều taxi của VinFast, và nhất là trong mấy phi trường ở Tân Sơn Nhất và ở Cam Ranh và ở phi trường Đà Nẵng, mình cũng chứng kiến được rất nhiều xe VinFast, xe taxi khắp mọi góc đường trong phố, đi đến đâu mình cũng thấy hết. Cho nên mình có cảm giác là tương lai sẽ rất là tốt đẹp, nhất là Việt Nam mình đó, mình thấy nhất là trong thành phố đông đúc các bạn, không có đủ chỗ để mỗi người, để nhiều người làm chủ chiếc xe ô tô, cho nên đi xe VinFast, xe ô tô, taxi, xe điện hay là xe máy cũng vậy nữa, rất là tốt cho môi trường của Việt Nam mình. Tại vì xe điện nó không có bị ô nhiễm, nó không có ồn, nhất là nó không có ồn ào các bạn. Mình bây giờ mình ra ngoài đường ở thành phố đó, mình nghe tiếng ồn phần nhiều là từ mấy cái xe máy với cả xe ô tô. Hình như là xe máy nhiều nhất, nó ồ rầm lên hết khắp mọi nơi. Cho nên mình tưởng tượng là một tương lai gần đây, nếu mà Việt Nam mình thay đổi được, đổi được những chiếc xe chạy bằng xăng dầu nhiều và đi bằng xe điện VinFast hay là xe điện của hãng nào cũng vậy đó, thì mình nghĩ cái tương lai đó sẽ rất là tốt cho khí hậu và không khí và môi trường của Việt Nam mình.
thì mình nhìn thấy cái đó, hiện tại là mình nhìn thấy rất nhiều xe VinFast làm taxi bên thành phố Hồ Chí Minh ở Sài Gòn, cho nên mình có cảm giác là một ngày nào đây mình cũng nghe một tin, có một vài người, một vài bạn lái xe taxi VinFast chia sẻ với mình là tương lai gần đây mấy cái hãng taxi của Việt Nam mình có thể là sẽ đổi qua xe điện hết. Có thể là họ đi xe của VinFast hay là đi xe hãng nào mình không biết, nhưng mà tương lai này chính phủ sẽ tạo điều kiện cho những hãng taxi là dùng xe điện thay vì đi xe bằng dầu, xăng dầu. Và một điều nữa là xe bus bằng điện nhiều hơn. Mình thì rồi mình không có thời gian, không có cơ hội để trải nghiệm xe điện, xe bus điện VinFast. Nhưng mà mình nhìn thấy những gì đang xảy ra ở Việt Nam bây giờ, mình cảm thấy rất là phấn khởi, rất là mừng, tại vì mình thấy một tương lai xanh, môi trường xanh rất là tốt cho đất nước Việt Nam mình. Thì hiện tại mình nhìn chỉ như đó thôi, mình nhìn thấy nước Việt Nam mình đã rất là phát triển, rất là hơn rất nhiều nước trên thế giới này các bạn. Ngay cả so với bên Mỹ, mình thấy thành phố Hồ Chí Minh mình thấy những chiếc xe điện taxi nó đi đó, mình thấy như đó thôi cũng đủ hơn nước Mỹ rồi, giống như hơn mấy cái thành phố ở bang California mình đang ở, thí dụ như Sacramento hay là San Francisco đó các bạn. Mình đi ra ngoài ở bên Mỹ là mình đi ra ngoài mình bất cứ cái nơi nào mà du lịch đông á, mình thấy xe taxi toàn là xe xăng không à, xe điện rất là ít, cho nên mình thấy cái đó rất là cổ điển, rất là giống như là khi mà người nào họ dùng xe taxi đó, họ cảm thấy giống như là họ đi xuống một tầng đó, giống là họ cảm thấy bực bội lắm, không có được thoải mái, tại vì bình thường họ đi cái xe riêng của họ rất thoải mái, khi mà họ đi cái xe taxi đó, thì thấy xe nó cũ kỹ, nó hơi cổ hay là cái xe nó không có được xịn. Còn ngược lại bên Việt Nam mình đó, mình thấy cái xe VinFast đó, nó sang, nó đẹp, khi mà một đám đông xe đi ngoài đường lúc nào mình cũng nhìn thấy xe VinFast nổi bật đẹp. Và hơn nữa ở trong chiếc xe mình trải nghiệm, mình biết ở trong đó mình ngồi thấy rất là êm ái, rất là im lặng, rất là sạch sẽ, không có một mùi gì hết, cho nên nó rất là tốt cho mình đi, mình ngồi đằng sau mình cảm thấy rất là thoải mái. Chỉ có nhiêu đó thôi, mình thấy là Việt Nam mình rất là tốt, rất là tiến bộ so với rất nhiều nước khác, ngay cả nước Mỹ luôn, về vấn đề xe điện taxi đó các bạn. Và một điều nữa mình cảm nhận là mình là người Việt Nam, người Việt kiều về Mỹ. Tuy là mình là người Việt Nam nhưng mà mình cũng có một cảm giác giống như là mình là một người người nước ngoài các bạn về Việt Nam đó. Mình cảm thấy rất là ngạc nhiên, mình cảm thấy rất là khâm phục nước Việt Nam mình. Tuy mới phát triển gần đây nhưng mà thấy phát triển rất là nhanh, và thành phố nhìn thấy rất là hiện đại, rất nhiều công nghệ cao, và vấn đề giao thông tuy là vẫn còn lộn xộn, rất là giống như là luật lệ giao thông giống như đi vẫn còn rất là bừa bãi, không có luật lệ. Nhưng mà khi mình nói về vấn đề khi mà người du lịch, người nước ngoài họ tới thành phố Hồ Chí Minh hay Sài Gòn, họ đi vô cái phi trường mà họ mà gặp cơ hội họ đi vào chiếc xe VinFast, xe điện taxi đó, họ sẽ có một cảm giác rất là tốt, rất là giống như là một ấn tượng rất là đẹp cho đất nước Việt Nam mình. Thí dụ như là nếu mà họ bước vào một chiếc xe taxi, một xe xăng bình thường thôi đó, giống như là họ cảm thấy giống như họ xuống một bậc, tại vì giống như họ bên Mỹ cũng vậy, họ cảm thấy họ đi xuống một bậc khi mà họ phải đi taxi, tại vì xe của họ tốt hơn, đẹp hơn là taxi. Nhưng mà khi mà qua Việt Nam đó thì họ được vào chiếc xe điện VinFast, nhất là xe VF8 các bạn, nó đắt hơn chút xíu thôi, đắt hơn $1-2 ở mỗi chuyến đi thôi, nhưng mà họ được một cái cảm giác rất là tân tiến, rất là sạch sẽ, rất là lịch sự, sang. Nhất là những anh mình chưa gặp được cô nào lái tài xế, nhưng mà mấy anh là tài xế lái cho VinFast đó, rất là lịch sự, rất là đàng hoàng, bận áo trắng, quần đen, mang giày da, rồi lúc nào cũng quan tâm với khách hàng, hỏi là máy mát đủ mát không, quạt đủ tốc độ không, hay là cần cái gì không. Họ nói chuyện rất là lịch sự,
cho nên cho nên mình biết những người du lịch người nước ngoài hay là người Việt kiều về Việt Nam, nếu mà họ có dịp đi xe taxi, xe VinFast, họ sẽ cảm thấy rất là sang, rất là thoải mái, rất là họ sẽ có một cái ấn tượng rất là đẹp cho đất nước Việt Nam mình, tại vì họ cảm thấy họ cái trải nghiệm của họ thấy nó giống như là không có thua kém gì ở bên Mỹ hết hay là mấy nước khác các bạn, cho nên mình muốn nhắc lại cái vấn đề này. Mình có một cái ấn tượng rất là đẹp, ấn tượng rất đẹp cho người ở nước khác tới Việt Nam khi mà họ nhìn thấy rất nhiều xe điện làm taxi bên Việt Nam giúp cho cái môi trường xanh cho tương lai. Thứ hai nữa là cái người được ngồi trong xe đó được một trải nghiệm rất là thoải mái, rất là tốt. Ok, mình sẽ tiếp tục video. Mình chỉ muốn nhấn mạnh về vấn đề này. Xin cảm ơn các bạn. Quên một điều nữa là có một vài bạn hỏi tại sao mình không có đi xe VinFast taxi mà xe máy đó các bạn, xe Honda, xe máy đó. Thì tại sao vợ chồng mình đi xe Grab? Thì lý do là mình cũng muốn có cơ hội trải nghiệm hai vợ chồng mình đi xe taxi VinFast, xe điện đó, xe máy đó. Nhưng mà mỗi khi mình cần đi đâu đó thì một hai người, ba người, bốn người, cho nên mình đi xe ô tô chứ không có đi xe máy được, tại vì không có được ngồi chung với nhau đó. Nhưng mà có một vài lần gia đình mình với cả vợ mình đi xe Grab, tại vì lúc đó mình đang bận ở trong trong tiệm, trong shopping hay là gì đó, rồi mình đi ra thì vợ mình đã lỡ nói chuyện với mấy anh lái xe Grab ở ngoài lề đường. Tại vì vợ mình đi ra ngoài chút xíu là lúc nào cũng gặp hai ba anh lái xe Grab tới hỏi thăm, tại hỏi có nhu cầu không các bạn. Vợ mình tính cũng rất là tế nhị, rất tốt, cho nên không có muốn từ chối mấy anh Grab, cho nên vợ mình nói mình đi giống như là giúp mấy anh này luôn, tại vì mấy anh đó nói là mấy anh nó muốn nhận mình làm khách, tại vì mình nói vậy có giải nghĩa là mình đi hai người, nhưng mà anh ta cũng cố tình nói là anh ta sẽ tìm một người khác lái chung với anh ta. Chủ yếu là anh ta đã tìm được một cái cô lái xe Grab khác, mình ngồi một xe của cô ta và vợ mình ngồi với cái anh kia. Thì mình cũng muốn giúp, mình không có bao giờ muốn từ chối những người mà họ làm cái nghề Grab hay là bất cứ nghề xe taxi nào hết các bạn. Nếu mà họ hỏi thăm mình thì mình cũng muốn làm người khách cho họ, mình cũng muốn giúp người ta. Cho nên mình không có
cái cơ hội khác ngoài ra để mình đi xe máy điện VinFast. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà mình ở chơi đó lâu thì dĩ nhiên là mình sẽ đi trải nghiệm thử xe taxi máy VinFast, xe điện đó các bạn. Tại vì mình cũng muốn biết cái cảm giác nó sao. Mình biết là nó sẽ giống như xe máy bình thường, nhưng mà nó sẽ im lặng, nó không có tiếng động, giống như nó im hơn các bạn. Ok, mình cũng hy vọng là vợ chồng mình sẽ có cơ hội, hay các con mình sẽ có cơ hội về Việt Nam thăm lại quê hương và gia đình.